Đoan Trường chi gần 100 triệu đồng du ngoạn Bắc Âu bằng du thuyền 5 sao. Ca sĩ Đoan Trường chi gần 100 triệu đồng cho chuyến du lịch 12 ngày, lần đầu tham quan 4 nước Bắc Âu bằng 2 chiếc du thuyền 5 sao, băng qua biển Baltic. Giữa tháng 9, Đoan Trường lên đường thăm thú 4 nước Bắc Âu gồm Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Thời gian qua sức khỏe tôi không tốt, phải ở nhà dưỡng bệnh 4 tháng. Khi hồi phục, tôi quyết định xê dịch trở lại, lúc bản thân còn sức khỏe, có thời gian và tài chính. Lần này tôi muốn đến những quốc gia có mức sống cao nhất thế giới, tận hưởng các dịch vụ sang trọng. Xa xỉ, Đoan Trường chia sẻ với Ngôi Sao. Nam ca sĩ trải nghiệm 2 ngày vi vu trên du thuyền 5 sao cao 12 tầng, sức chứa 3.000 hành khách, đi từ Phần Lan tới Thụy Điển, vượt qua biển Baltic. Đoan Trường cho biết du thuyền mỗi ngày có một chuyến, xuất phát lúc 5 giờ chiều từ thủ đô Helsinki, Phần Lan, và tới Stockholm, Thụy Điển, vào 9 giờ sáng hôm sau. Tổng thời gian di chuyển 16 tiếng, băng qua eo biển Baltic. Đoan Trường dạo chơi ở phố đi bộ dài hơn 120m, nằm trên tầng 7 của du thuyền. Bên trong tàu có nhiều cửa hàng mua sắm, siêu thị, tiệm cà phê, quán ăn, khu vui chơi giải trí, phòng trà ca nhạc, rạp chiếu phim. Khách sạn, hồ bơi, hoạt động tấp nập cả ngày lẫn đêm. Suốt 2 ngày trên tàu, tôi không ngủ vì mải mê trải nghiệm các dịch vụ, tiện nghi ở đây, Đoan Trường nói. Nam ca sĩ diện áo dài chụp ảnh trên boong tàu. Đoan Trường được nhiều bạn bè, khán giả đặc biệt danh chàng trai Việt mang áo dài đi khắp thế giới bởi trong các chuyến du lịch, anh luôn mang theo các bộ quốc phục để giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tôi thích nhất khu vực boong tàu vì đây là địa điểm lý tưởng để đón bình minh hoặc ngắm hoàng hôn trên biển, Đoan Trường cho biết. Nam ca sĩ chụp ảnh với khung cảnh thành phố Helsinki nằm bên sông Ora, được bao quanh bởi vịnh Phần Lan. Theo Đoan Trường, khi đến Helsinki du khách có thể ngồi thuyền dạo chơi trên sông lúc trời chạng vạng tối, ngắm mòng biển chao lượng săn cá hồi. Thành phố này cũng khiến nhiều du khách thích thú bởi nó có những tòa nhà mang kiến trúc tân cổ, các pháo đài và khu chợ truyền thống tồn tại từ thế kỷ 19. Thời gian thích hợp nhất để tham quan Bắc Âu là từ tháng 6 đến cuối tháng 9, đúng dịp hè thu, khi mặt trời chiếu sáng đến 20 tiếng một ngày và nhiệt độ mát mẻ, dễ chịu, dao động từ 10 đến 20 độ C, Đoan Trường nói. Sau Phần Lan, Đoan Trường đến thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Anh thay suýt đỏ, tạo dáng với khung cảnh bến cảng, nơi thuyền bè tấp nập ra vào. Theo Đoan Trường, ở Stockholm có một địa điểm ai cũng muốn ghé qua một lần để check-in, dù phải xếp hàng khá lâu. Đó là con phố Marten Torget Grand, được mệnh danh phố hẹp nhất thế giới với khoảng cách giữa hai bức tường chỉ 90cm. Tiếp đó, nam ca sĩ di chuyển bằng máy bay từ Stockholm tới thành phố Bergen của Na Uy. Anh ghé chợ hải sản nổi tiếng ở đây, chiêm ngưỡng các quầy hàng bán tôm càng xanh, lương biển, cua tuyết, cá tuyết, ốc, hàu, thịt cá voi. Ở đây mỗi quầy chỉ bán đúng một loại hải sản. Khu vực thu hút đông người nhất là các quầy bán cua hoàng đế. Tôi cùng nhóm khách Việt 5 người đã nếm thử món cua hoàng đế Na Uy. Khi thanh toán hóa đơn, chúng tôi hết hồn bởi chi phí cho bữa ăn này lên tới gần 12.000 đồng krona Na Uy, khoảng 26 triệu đồng, Đoan Trường kể. Thành phố Bergen có khu nhà cổ đặc trưng được sơn nhiều màu đỏ, cam, vàng, nâu, trắng, xanh lá. Những dãy nhà đầy màu sắc này có niên đại từ thế kỷ 18. Đoan Trường tham quan thủ đô Oslo của Na Uy bằng xe buýt 2 tầng, đi qua 12 danh thắng. Mỗi địa điểm xe dừng lại 5 phút cho du khách xuống ngắm cảnh, chụp ảnh. Nam ca sĩ lần đầu đặt chân tới nhà hát Oslo, sức chứa gần 2.000 người, xây dựng bên bờ vịnh. Nhìn từ xa, công trình này có hình dáng giống như tảng băng trôi với kiến trúc độc đáo. Theo Đoan Trường, thủ đô Oslo của Na Uy thu hút đông du khách yêu văn hóa vì nơi đây có nhiều bảo tàng, nhà thờ, nhà hát. Thành phố còn hấp dẫn khách du lịch bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với các bãi biển trải dài, những ngọn núi cao chập trùng. Sau khi thăm thú Na Uy, Đoan Trường lên du thuyền 5 sao thứ 2 đi từ Oslo, Na Uy, tới Copenhagen, Đan Mạch. Nam ca sĩ cho biết thời điểm anh đi là những ngày cuối cùng diễn ra hiện tượng đêm trắng. Đoan Trường thích thú vì được ngắm hoàng hôn buông xuống boong tàu lúc 9 giờ tối. Ban đêm ở đây, vào mùa này chỉ dài vài tiếng, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, Đoan Trường cho hay. Nam ca sĩ check-in với tượng nàng tiên cá đã tồn tại 100 năm ở bến cảng Copenhagen. Tượng bằng đồng,
cao 1,25m, nặng 175kg, ngồi trên tảng đá, mắt nhìn xuống vịnh Øresund thơ mộng. Đoan Trường nói anh thấy thú vị khi đến đây vào đúng ngày sinh nhật mình ngày 19 tháng 9. Đan Mạch là quốc gia thứ 60 ca sĩ đặt chân đến. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.